Thì bước qua xác tao nè. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Và nhiều ngày tháng muôn đâu và một mình trốn trong nhà. Nhiều lần lại làm tao bái thêm đồ và lòi làm mới ông. Ai đã khiến con tim này hóa đá? Ai đã nở vùi dập một đó hoa? Có những tình sớm muộn phải trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra. Không ai có thể nào mà ngăn cản, đó là quy luật của băng đảng. Em đi phần hồng nhan kén duyên, em đi ngang đời anh như gió mây qua trời. Đỡ đôi tay nhưng không thể với lấy. Đã yêu quý anh là chuyện quen từ trong nhà nó quen ngõ. Là em si mê bởi vì còn chưa có người nào mà tao chưa gặp từ bước vào trong ba thì nhắm để em bay mà không làm gì tao. Anh biết em là thiên thần, còn thần chỉ là học sinh thiên thần. Suy cho cùng bồ tao nói gì cũng đúng, bởi vì công lý nằm ở bồ tao. Yeah. Em đêm nay ngon và căng cực, ăn một xăng chảnh cùng đi ăn một áp và căng tròn là vùng nóng cực. Làm mày thấy mẹ phải uống nó tao lực. Rồi biết làm gì hay cũng nóng rồi. Rượu cũng đã uống không đã nhắm mắt. Không sai, không sợ ai.